Đình Trọng tái phát chấn thương đầu gối. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng không đăng ký trung vệ Trần Đình Trọng ở trận hòa 1-1 với câu lạc bộ Sài Gòn tại vòng 6 V-League 2022 do anh tái phát chấn thương có dịch trong đầu gối. Đình Trọng được phát hiện có một chút dịch trong đầu gối, ít thôi, tôi muốn dưỡng thương cho bạn ấy nên không đăng ký thi đấu ở trận này, vì vậy tôi phải thay đổi một vài vị trí trong đội hình. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng tiết lộ về tình hình của cầu học trò cưng bên phía Bình Định. Câu lạc bộ Bình Định để Đình Trọng ngồi trên khán đài sân thống nhất. Sau khi trận đấu kết thúc, trung vệ sinh năm 1997 mới xuống sân động viên đồng đội. Câu lạc bộ Bình Định để đội chủ nhà Sài Gòn cầm hòa. Xuân Nam ghi bàn bằng tay cho đội khách, còn Gustavo Voli đẹp mắt ở phút 40 cho đội Sài Gòn. Thiếu Đình Trọng nên huấn luyện viên Đức Thắng trở lại với sơ đồ 4 trung vệ thay vì chơi theo đội hình 3 năm 2 như trước. Chúng tôi phụ thuộc vào nhân sự và dùng nhiều sơ đồ khác nhau tùy vào đối thủ. Rất đáng tiếc, trận này không có đình trọng trong đội hình, huấn luyện viên đội Bình Định nhấn mạnh. Đinh Trọng có trận đầu tiên cho đội bóng mới ở vòng 5 khi tiếp Hoàng Anh Gia Lai. Anh được xếp đá tiền vệ phòng ngự chứ không phải trung vệ. Cựu cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội thể hiện tốt trong 90 phút, khóa chặt các mũi tấn công của Hoàng Anh Gia Lai như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn và Xuân Trường. Có thể vì dồn sức thi đấu nên trung vệ tuyển Việt Nam tái phát chấn thương, Đinh Trọng chấn thương hồi giữa tháng 3 năm 2022 và không lên tập trung đội tuyển. Sau đó anh phải tham dự trận giao hữu với Afghanistan và hôm ngày 1 tháng 6, phải đến ngày 2 tháng 7 anh mới chơi trận đầu tiên cho câu lạc bộ mới. Chấn thương này sẽ khiến Đình Trọng phải nghỉ tiếp một thời gian. Trung vệ 25 tuổi có tiền sử chấn thương đứt dây chằng chéo gối trái và phẫu thuật sụn chêm tại thành phố Hồ Chí Minh. Tình trạng tiết dịch ở đầu gối của Đình Trọng đã xuất hiện cách đây 2 năm và thỉnh thoảng vẫn tái phát.